Trời mưa mình lại ăn cái gì đây? Hello, xin chào mọi người đang quay trở lại với Sĩ Thanh Channel. Bây giờ là 3 giờ chiều. Trời hôm nay mưa to, bão bùng lắm. Trời mưa nhì ăn ốc cực kỳ là ngon luôn. Mà đây quán ốc rất đặc biệt của một nhân vật rất đặc biệt. Quán ốc của một chị chủ mà Thanh thích vô cùng luôn á. Đó là chị Lê Khánh ở Ốc Khánh 2, 362/4 Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh nha. Trời ơi chị Khánh ơi, em mê chị lắm, em chạy xuống đây á, từ nhà em chạy xuống đây hơi xa, chị còn mưa gió bão bùng với chị. Em mất hết 95k tiền taxi chạy xuống đây. Order trước để lát nữa mình chờ chị Khánh xem mình nói chuyện tâm sự với chị Khánh. Đầu tiên thì menu rất nhiều món luôn. Cái món mình rất là thích, răng mực, món yêu thích. Một sò huyết nướng, một khô mực chiên nước mắm. Nghe cái là chảy nước miếng rồi không? Còn mấy món nhậu nữa không à. Ở đây có một món mà thấy rất là nhiều người tới đây ăn, nổi tiếng là càng ghẹ đúng không em? Rang muối hả? Xào me nha, chua chua cho ngon. Trứng cút, sò điệp phô mai, rang mực, ốc mực rang, ốc giấy, tôm, bạch tuộc. Ở đây có bạch tuộc nữa, ốc tỏi nha chị, ốc tỏi nướng cưng, nướng muối ớt. Ốc điếu là ốc gì ta? Ốc đặc biệt quán em phải không? Trời ơi, cái món gì đặc biệt phải nói liền. Chị đã ốc điêu xà bơ. Đây có lẩu luôn nha mọi người, lẩu cua, lẩu tôm miền Tây 250. Trời, từ giờ này mà ăn lẩu cũng nhức nhối lắm mà sợ mình ăn không hết. Và ốc mặt trăng thử nha, ốc mặt trăng sạp sa té. Rồi ok, được rồi đó. Thường á thì có rất là nhiều quán ốc, nhưng mà cái chủ đề của Sĩ Thanh là những cái quán mà cho nghệ sĩ làm kinh doanh và những quán mà nghệ sĩ hay lui tới. Thì đây là một trong những quán ốc của chị Khánh. Chi nhánh đầu tiên là Nguyễn Minh Khiêm. Nhớ cái thời mà lúc mà chị Khánh mới mời khai trương luôn á, là tới là anh chồng chị Khánh còn đứng bán nữa kìa, dễ thương lắm. Không biết chị Khánh lát nữa chị Khánh có tới đây anh bà chủ có ghé thăm quán hay không nha. Bây giờ mình ngồi mình thưởng thức trước. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, cái nước chấm này nhìn hấp dẫn quá mọi người ơi. Đây, cái nước chấm tâm đắc nhất mà bữa giờ Sĩ Thanh đi ăn ốc của Thanh gặp. Mình sẽ ăn cái sò huyết. Tại cái mao nướng mọi này mình phải ăn liền với cái nước mắm này mới được. Trời ơi trời, ốc tươi mình làm sạch dã man, phải ăn nước chấm ngon quá luôn. Bỏ hành, bỏ phộng, rồi cái gì cái muối sữa rồi một ít nước mắm với lại ớt xay. Cái nước chấm này là kinh điển ở quán chị Khánh luôn. Ăn tất cả các món Sĩ Thanh nghĩ cũng sẽ đều ngon. Trời ơi, sao mở hoài miệng nó không ra? Trời. Món khác. Ông đang say đắm món này lắm. Đang say đắm món sầu riết quá rồi. Món tay á. Đây mình sẽ ăn thử cái món này. Ra ốc mật trăng nha mọi người. Có cái mai hay là cái gì của nó đó. Giống như con ốc bắc hơn là giống mật trăng, nhìn giống bắc hơn chứ. Ăn thử. Thịt nó dai, nhìn mềm, ngon. Ủa anh, cái ốc này là ốc gì em quên rồi hồi nãy. Cái đó ốc điếu sao đâu. Ốc điếu. Cũng là con ốc kinh điển của quán đó hả? Giòn lắm mọi người. Ủa, nó giòn đụng nữa. Giòn lụm mà giòn như sụn vậy đó. Rồi cái xào bơ của chị Khánh lạ lắm mọi người, giống như trong đây chị Khánh có để nước cốt dừa ở trong á, đéo lắm. Hơi đắng đắng cái cuối, cái hậu của nó. Răng mực của tôi. Rồi răng mực bên chị Khánh bự quá trời bự. Trời, xào me nhức nhối, chua chua, ngon quá. Không ngưng miệng được, ăn ốc ở đây mình không ngưng miệng được nha mọi người ơi. Ốc tỏi, xin mời ốc tỏi. Nó bự gì đó. Bự lắm. Chấm nước mắm này ngon. Nó bự lắm. Ngon xỉu bà con ơi. Chấm muối chứ sao chấm nước mắm. Thích chấm nước mắm này, nước mắm gì cũng ngon, thích chấm nước này. Cái gì cũng để chấm cái này hết á. Đúng gu của mình. Sorry, chị chuẩn bị mưa quá không chị? Mưa quá. đầu tiên là chị cảm ơn mấy em đã đến ủng hộ quán Ốc Khánh, giới thiệu quán Ốc Khánh cho nhiều thực khách biết hơn nữa. Em biết lâu rồi, em biết từ hồi mà ở bên Nguyễn Minh Khiêm kìa, mà em thấy đời đầu, cái đời mà anh còn đứng nấu bếp á. Là thời sơ khai đó chị. Dễ thương quá chị, cam anh chị thích là cam à? Không phải, tại vì có cái áo nào nó nổi á, để có gì em đừng có chặt chị quá. Chị món nào hấp dẫn hơn? Nãy giờ em gọi quá trời luôn rồi đó. Ở quán Ốc Khánh 1 và 2 luôn. Thế mạnh đó là thực khách thích cái vị xào bơ. Xào bơ chị có bỏ nước cốt dừa vô đúng không? Rồi, nước cốt dừa. Rất lạ luôn. Và cái nước chấm. Em biết rồi, nãy giờ em quảng cáo nước chấm thần thánh của chị lắm. Em ăn với em mê luôn. Tại nước chấm này là ăn tất cả các món mà em thấy ốc luộc hay gì chấm vô cũng sẽ đều ngon. Đúng rồi, và các loại mà nó xào tỏi, xào me gì vẫn chấm cái nước chấm này được. Đúng rồi. Ăn tiếp không mọi người? Ăn tiếp thôi. Chị quán mình ở đây là mình mở bao lâu rồi chị? Quán này là được đến năm thứ 2 rồi, ốc 1 là được 9 năm rồi. Chị là chị cũng kiểu thâm niên trong làng ốc luôn rồi. Là ốc thâm niên đó. Ốc thâm niên. Thấy rộng rãi hơn bên Nguyễn Minh Khiêm đúng không chị? Rộng rãi hơn, như là xe hơi chạy vô đậu bao được luôn, bao dễ dàng luôn. Đúng rồi, địa điểm này rất là thuận lợi cho thực khách là bởi vì không gian rộng nè, rồi nhà cũng mới vừa xây cho nên rất là sạch sẽ. Rồi có chỗ đậu xe thoải mái. Nãy giờ em thấy ăn em thấy cái vị này em thấy là hợp khẩu vị nhất, và em thích cái vị nào nhất? Em đi ăn ốc nhiều rồi, cái vị bên này đặc biệt luôn, lạ luôn, không có quán nào giống như vậy luôn. Không có bị ngấy cái vị bơ nhiều. Đúng rồi, nghe mùi thơm mùi nước dừa. Với lại em mê nước chấm quá, mà em thấy là ăn ốc mà nước chấm mà ngon là tuyệt vời luôn. Ăn gì cũng ngon hết trơn á. Là ốc mình tươi nó là số 1 luôn chị. Quan trọng là cái gia vị, cái ốc ở đâu cũng như nhau. Dạ đúng rồi. Đồ tươi, đồ ngon. Còn gia vị ở mỗi quán là khác nhau, cho nên là thực khách thấy là hợp khẩu vị ở quán nào thì sẽ đến ủng hộ quán đó. Chị, mình có đặt có kiểu mà giao hàng về tận nơi rồi đó. Có đầy đủ các app luôn. Bỏ me để đặt về nhà bỏ ăn. Thiệt em me về đặt về nhà chứ. Cảm ơn em nhiều. Quán chị là 10 giờ đêm sẽ đóng cửa. Order sớm. Order sớm. Mọi người nhớ nha mọi người, order sớm là tới để ăn trực tiếp luôn. Em mê câu slogan này của chị nha. Rất nhiều thực khách ấn tượng với câu slogan này. Là chị nghĩ ra luôn hả? Câu này là chồng chị nghĩ ra. Vì á, chị cứ quan niệm rằng là khi là mình kinh doanh cái gì mình ăn được thì người ta mới ăn được, chứ không phải là chỉ là mình làm để cho người ta ăn rồi mình có được những cái đồng tiền đó thì mình thấy là nó không cảm thấy là thoải mái. Chị thường nói quán ốc của Khải và Khánh á, là xây dựng trên tinh thần là cái tâm và cái tình. Cho nên là mình phải làm sao để cho mình cảm thấy thoải mái nhất khi mà mình đem đến những cái món ăn cho thực khách. Tại vì không phải người ta đến một lần mà người ta sẽ đến với mình nhiều lần. Ngon là cái sự phục vụ của mình. Nên tới thời điểm này thì là quán Ốc Khánh vẫn hoạt động được rất là rộng rãi và được rất nhiều người biết đến Ốc Khánh. Và thậm chí có nhiều thực khách người ta đến Ốc Khánh người ta không biết đó là quán ốc của Lê Khánh. Chỉ vì quán Ốc Khánh là hợp khẩu vị và cảm thấy ngon nên người ta đến người ta ủng hộ thôi, chứ không phải là vì cô Lê Khánh mở quán ốc mà người ta đến nữa. Chị có một cái em mê quán này chị biết gì không? Tấp mỡ. Tấp mỡ giòn, không có bị yểu. Mừng quá, làm quán là chỉ mong được những cái phản hồi tích cực từ em cũng đi ăn nhiều thực khách. Để chị biết mình quán luôn đồ ăn nhanh thật sự. Nhanh lắm chị. Rớp rẹn. Em tính từ từ đợi chị lên một cái tràn bàn luôn. Ăn cái này bắt ha, bắt đó chị. Em thích cái nước này ghê. Chị cái nước này là có sữa trong đây hả chị? Không em. Không sữa hả? Sao kiểu gọi là muối sữa. Không phải luôn. Không phải. Kiểu nó nghe mùi đồ quý đồ ngọt. Không được thôi biết. Bí quyết kinh doanh quá. Không được hỏi bí quyết. Cảm ơn mấy em đã hiểu. Cảm ơn các em một lần nữa đã đến Ốc Khánh. Ốc Khánh 2 và Ốc Khánh 1 thì nếu có dịp các em đến để coi là hai quán nó có những cái khác nhau như thế nào. Rất là cảm ơn các bạn đã xem kênh của Sĩ Thanh để mà biết đến với Ốc Khánh, Sĩ Thanh nhiều hơn nữa. Và chúc cho kênh của em sẽ ngày càng phát triển hơn, được nhiều bạn ủng hộ hơn. Và chúc cho tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Chị ơi, chị phải quay trở lại là MC thôi. Cảm ơn mọi người nha, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ quán của chị Khánh hay là quán Ốc Khánh 1, Ốc Khánh 2 luôn. Em chúc cho chị với anh sẽ ngày càng buôn may bán đắt. Cảm ơn em rất nhiều. Bye bye mọi người.